Xin chào mọi người. Trong phong thủy, có các khái niệm về hướng thường được sử dụng là hướng nhà, hướng cửa, hướng ban thờ và hướng bếp được cho là quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết xác định các hướng này một cách cụ thể. Dưới đây, phong thủy Minh Tuấn sẽ cùng hỗ trợ bạn cách xác định hướng nhà, ban thờ và bếp đun đúng chuẩn. 1. Cách xác định hướng nhà. Sau đây là cách xác định hướng nhà chính xác nhất, đơn giản và áp dụng dễ dàng. Hướng nhà thường được xác định là đường vuông góc với mặt tiền ngôi nhà, mặt có cửa chính được xem là mặt tiền ngôi nhà. Hướng nhà được xác định bằng đường thẳng nối từ tâm nhà đi qua điểm giữa của cửa chính và xác định dựa trên khoảng không có nhiều dương khí nhất như sau. Nhà có sân rộng thì mặt có sân là hướng nhà. Nhà có một mặt tiền giáp đường, còn ba mặt còn lại không có con đường thì mặt có con đường là hướng nhà. Nhà có hai mặt giáp đường thì ta căn cứ cửa chính nằm ở bên đường nào thì mặt đó là hướng nhà. Tuy nhiên, việc xác định hướng nhà vẫn còn một số khó khăn nhỏ, ví dụ như nhà bạn là nhà chung cư, nhà phố, biệt thự, có nhiều cửa phụ thì VS dễ dẫn đến nhầm lẫn. Vì thế, nếu có thể bạn nên nhờ chuyên gia để có thông tin chính xác nhất là nên chọn hướng nhà như thế nào. 2. Xác định hướng cửa chính. Sai lầm khá phổ biến đó là mọi người nhầm tưởng hướng nhà chính là hướng cửa. Thực ra hướng cửa là hướng có đường thẳng vuông góc với mặt ngang của cửa. Hướng cửa được xác định là đường nối tâm nhà ra điểm giữa của cửa chính. Trong phong thủy học thì hướng cửa phải nằm được vào cung tốt của trạch què. Cho nên phải dùng bản đồ trạch què để xác định vị trí của cửa chính trên bản vẽ bố cục mặt bằng nhà. Nếu người thiết kế không quan tâm đến cung sơn hướng của cửa chính thì có thể xác định vị trí cửa chính trên cơ sở đón được hướng gió cần thiết. Hướng cửa có hai trường hợp. Hướng cửa trùng với hướng nhà, hướng cửa không trùng với hướng nhà. Như vậy qua định nghĩa và hai trường hợp với hướng nhà và hướng cửa, chúng ta đã hình dung cho mình được chính xác nhất hướng nhà và hướng cửa. Có một nguyên tắc là khí phải đi vào cửa chính đến tâm nhà, rồi từ tâm nhà mới phân phát đi các phòng trong nhà. Nếu không đi được đến tâm thì sẽ dẫn đến trường hợp khi đi vào phòng nào đó rồi đi ra theo cửa sổ, còn các phòng khác thì không có khí vào. Giải pháp: hãy phá đi một mảng tường hoặc dỡ bỏ một bộ cánh cửa nào đó để khí không bị cản trên đường đi vào đến tâm nhà. 3. Cách xác định hướng ban thờ. Theo thói quen thông thường, mọi người thường dùng người đứng lễ để xác định hướng ban thờ. Theo cách xác định này, hướng của ban thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương, nhang. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó hình dung. Vì thế, bạn có thể xác định hướng ban thờ chính xác bằng cách kẻ đường vuông góc với cạnh trước của ban thờ hướng ra phía trước ban thờ. Hướng đặt ban thờ ra tiên hợp với người mệnh thủy, mộc, hỏa. Theo các nhà phong thủy học, việc xác định hướng đặt ban thờ ra tiên cần xác định theo mệnh của gia chủ. Người chủ trong gia đình thường là người trụ cột trong gia đình. Với những người mệnh thủy, mộc, hỏa thì ban thờ ra tiên nên đặt theo các hướng đông, đông nam, nam, bắc. Hướng đặt ban thờ ra tiên hợp với người thổ và kim. Với những gia chủ thuộc mệnh kim và thổ, ban thờ ra tiên đặt theo các hướng tây, tây bắc, đông bắc, tây nam sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Như vậy, với mỗi mệnh khác nhau có những hướng đặt ban thờ ra tiên khác nhau. Theo lời khuyên của các nhà phong thủy, khi chọn hướng đặt ban thờ, hai hướng đặt ban thờ ra tiên tốt nhất đó là thiên lộc, mang lại nhiều tài lộc và quý nhân, giúp các thành viên trong gia đình được bình an, may mắn. Tham khảo, xem hướng ban thờ hợp tuổi, chuẩn phong thủy cho 12 con giáp phát tài phát lộc. Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cho bàn thờ. Bàn thờ không được gần nhà tắm, nên ở nơi yên tĩnh, không nhìn ra các hướng nhìn ra hướng ngũ quỷ như Tây Nam và Đông Bắc. Bàn thờ gia tiên không nên đặt ở trung tâm nhà. Nếu trong nhà có cả bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên thì không nên đặt đối diện nhau. Để việc xác định hướng được chính xác, không có sự nhầm lẫn, gia chủ có thể nhờ đến những người có kinh nghiệm xác định hướng hoặc dùng la bàn để định vị chính xác, tránh những sai sót không đáng có. 4. Cách xác định hướng bếp. Một trong các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến luồng khí sạch trong nhà đó chính là gian bếp. Nếu gia chủ bố trí hướng bếp không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bầu không khí trong căn nhà. Ngày trước đun bằng bếp lò, hướng bếp đun được xác định bằng việc xem hướng cửa lò quay về đâu thì đó là hướng bếp đun. Ngày nay chủ yếu dùng bếp ga, bếp điện, hướng bếp đun được xác định bằng cách kẻ đường vuông góc với cạnh mặt trước của bếp đun. Hướng bếp cũng là hướng về phía lưng của người đứng đun nấu. Đối với loại bếp hình tròn, hướng bếp đun được xác định là đường vuông góc với cạnh trước của bàn đặt bếp. Cách 1. Xác định hướng bếp dựa vào hướng người đứng nấu. Hướng bếp chính là hướng ngược với hướng người quay vào nấu. Ví dụ bạn đang quay mặt vào hướng đông để nấu ăn thì hướng bếp chính là hướng ngược lại, hướng tây. Cách 2. Dựa vào hướng đặt bàn thờ ông Táo. Hướng bếp chính là hướng đặt bàn thờ ông Táo. Tuy nhiên, cách này ít được áp dụng vì không phải nơi nào cũng có lệ đặt bàn thờ ông Táo trong bếp. Lưu ý khi đặt bếp. Đặt bếp tọa hung hướng cát, tức là đứng trên hướng xấu và nhìn về hướng tốt lành để mang lại may mắn cho gia đình. Bệ đặt chắc chắn, tránh nơi có gió lớn hay có cửa sổ phía sau bếp. Không đặt bếp tại nơi quá tối tăm và ẩm thấp.
không được đặt bếp quá gần hoặc nằm ở giữa những đồ vật mang tính thủy như chậu rửa, tủ lạnh hay máy giặt. Nếu không thể bố trí cách xa nhau thì nên đặt cách nhau ít nhất một khoảng là 60cm. Theo phong thủy nhà bếp, nếu đặt bếp và nhà cùng hướng là điều kiêng kỵ bởi sẽ gây hại cho cả gia đình. Tránh đặt bếp đối diện với cửa chính, không bố trí bếp để người đi đường có thể nhìn thấy ngay từ ngoài đường vào, bởi như vậy sẽ làm hao tốn tiền bạc của gia chủ. Vậy là video chia sẻ về cách xác định hướng nhà, ban thờ, hướng bếp vừa chuẩn vừa đơn giản, ai cũng làm được của phong thủy Minh Tuấn đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy ý nghĩa thì để lại một like, một comment và một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả, thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những vấn đề, những thắc mắc. Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.